Bây giờ thì Tài sẽ đạp xe ở khu này và quay lại một dải cảnh cho các bạn xem nha. Chạy vừa quay coi nó ổn định không ha. Ồ, khung hình quá mượt luôn các bạn ơi. Đúng là có cái gimbal quay sướng thiệt á. Vô cùng ổn định. Coi như cái clip này là chỉ chiếu bên Việt Nam coi thôi, là tại vì chiếu bên Mỹ là người ta sẽ bắt lỗi là không có đội nón bảo hiểm, coi như là phạm luật đó. Cho nên là chiếu Việt Nam thôi. Các bạn coi cảnh rất là đẹp mà quay với cái gimbal này nữa, trời ơi thật sự rất là tuyệt vời luôn. Tài khuyên các bạn luôn á, ai mà làm vlog bằng điện thoại đó nên mua cái gimbal đi các bạn. Tài thì đang xài là iSteady S của Hohem, các bạn mua cái loại nào cũng được hết. Tài xài cái này thấy ok, như các bạn thấy khung hình ha, nhờ có gimbal mà nó cũng rất là mượt, rất là nhẹ nhàng. Quan trọng là cái người xem người ta coi đỡ nhức mắt, chứ mình cầm cái điện thoại mà mình giật người ta coi nhức mắt lắm. Đang trên đường về rồi các bạn ơi. Bây giờ thì mặt trời cũng đã bớt nắng. Mặt trời bớt nắng thì quay nó dễ nhìn hơn. Tại nãy nắng hơi gắt á, quay nó khó. Đúng là có cái gimbal quay nó êm, nó đầm cái khung hình á, dễ coi các bạn ha, không có bị nhức mắt. Cầm cái gimbal nãy giờ chỉ có khoảng nửa tiếng mà mỏi tay lắm nha các bạn. Cái gimbal thì nó nhẹ, nó không có nặng, nhưng mà nãy giờ mình cứ cầm cầm liên tục như vậy nửa tiếng mỏi tay lắm. Bởi vậy mấy bạn nữ nào mà làm vlog rất là ngưỡng mộ các bạn. Nãy giờ một tay thì Tài lái xe, tay cầm gimbal liên tục nửa tiếng như vậy, mỏi tay vô cùng. Rồi, hay da, vô cái suối này, quay cái suối này đẹp lắm. Hồi trước Tài ghé một lần rồi, nãy giờ kiếm cái suối này hoài không thấy nè các bạn. Vô đây. Đây, quay cái suối này cho các bạn coi. Đây, suối đẹp vô cùng. À, suối đẹp vô cùng. Ồ, đôi tình nhân đang đắm say trò chuyện. Thôi để cho họ trò chuyện đi, cho các bạn nghe tiếng suối róc rách. Bên đây ngược nắng rồi, bên đây đi, thuận nắng đẹp hơn. Ồ, bên kia cầm máy khủng quá, máy kia khủng hơn mình nữa. Đẹp ghê không các bạn?
quá đẹp luôn, như một bức tranh. Các bạn đến đây thì nhớ quẹo vô để mà thăm cái suối này nha. Rất là đẹp và dễ thương. Chết tôi. Yeah, it's very beautiful. Yeah, rất là đẹp. Beautiful waterfall. Yeah, beautiful inside. Yes, very nice. Hi. Các bạn nhớ quẹo vô đây nha. Thăm cái suối này rất là đẹp. Vô đó thì chụp vài tấm hình hoặc là quay lại gì cũng được. Đây mà tại gặp bẫy rồi tại chào hết. Nói láng hết. Không có sợ cái gì. Thật sự rất là mỏi tay nha các bạn. Quay bị ngược nắng nữa các bạn ơi. Quay cái này đã cực, về dựng còn cực ác nữa các bạn. Quá trời sụt luôn, phải chọn ra cái nào đẹp rồi cắt gọt lại cho nó gọn chứ đâu phải để nguyên gì đâu. Rồi lồng nhạc vô, rồi xuất ra bị lỗi, upload lên YouTube rồi cũng bị lỗi này lỗi kia, đủ thứ chuyện hết. Cho nên ai mà làm YouTube là thật sự rất là đam mê. Chọn đề tài nè, xách máy đi quay nè, chọn những góc quay thật là đẹp rồi về chỉnh sửa up lên YouTube. Từ lúc mà tôi làm YouTube á, tôi qua xem những cái video clip của người ta đó, xem xong tôi đều like và comment gửi một lời cảm ơn đến người ta. Tại vì mình thấy được cái sự cực khổ đó đó, cho nên mình đồng cảm với người ta. Hầu hết những cái video clip mà tôi coi trên YouTube, những người bạn có tài á, thì đều rất là hữu ích, chia sẻ kiến thức về khoa học, về kỹ thuật hoặc là về cuộc sống. Giống như ngày hôm nay tài quay cái clip này để mà chia sẻ với các bạn một vài cảnh đẹp, cũng như là cung cấp những cái thông tin về địa chỉ nè, thì cũng rất là hữu ích. Cho nên các bạn xem những cái video clip của tài hoặc là những người người ta làm nội dung ở trên YouTube gọi là creator đó, thì các bạn nhớ like, comment và tương tác, gửi những cái lời động viên đến họ, cực lắm. Đó là lý do mà tại sao mà YouTube trả tiền cho những creator đó, chứ đâu phải đơn giản các bạn. Làm cực lắm. Còn mấy người mà lấy video clip ca nhạc của người ta rồi up lên, hoặc là download cái clip của người ta xuống upload, vì vấn đề bản quyền á. Oh. Hay quá, quay được con thỏ. Ủa đi rồi. Ôi đi rồi, vui quá. Con thỏ, một con thỏ mà nó nãy đang đi cái có con thỏ rồi bà con dừng lại coi hỏi thăm nó. Bởi người Mỹ người ta tử tế, dễ thương và thân thiện lắm các bạn ơi. Rồi chính quyền Mỹ, tổng thống Donald Trump cũng vậy, tại luôn luôn nói là hả, trong chính sách á thì Mỹ rất là quyết đoán, nhưng mà về vấn đề con người thì Mỹ rất là nhân đạo và nhân văn, luôn luôn tại nói cái câu này. Quay lại câu chuyện là tại vì từ khi mà tài làm YouTube á, thấy quá cực, cực lắm. Cho nên là mai mốt mà hả, các bạn coi YouTube của ai đó, ví dụ như người ta hướng dẫn mình cách lắp ráp cái máy này, cái máy kia, hoặc người ta chia sẻ thông tin với mình về mới mua cái chiếc xe này giá nhiêu, sử dụng sao, thì mình cũng nên like và để lại một cái lời bình luận động viên dành cho họ. Làm cực lắm các bạn ơi, không có đơn giản đâu. Không có gì mà đơn giản đâu. Nói cái việc mà nãy giờ tại cầm cái gimbal mà nguyên một tiếng đồng hồ, các bạn nghĩ coi. Quá mỏi luôn á, đúng không? Rồi bây giờ thì tài ra lại bãi giữ xe rồi, trên đường về rồi. Video clip này sẽ kết thúc tại đây và cảm ơn các bạn đã xem clip. Hẹn gặp lại những video clip sau, thì tài sẽ cố gắng quay những cảnh đẹp hơn và cung cấp nhiều thông tin hơn để các bạn xem những cảnh đẹp, các bạn cũng có thêm thông tin hữu ích cho bản thân mình, vừa giải trí mà mình vừa coi như là có hiểu biết về tất cả mọi thứ. Nhớ nha, các bạn xem video clip thì nhớ like, nhớ comment, cũng
cũng như là đại khái là tương tác á, thể hiện cái lời động viên dành cho Tài nói riêng cũng như là những người mà làm nội dung ở trên YouTube. Ok, chào các bạn ha, chúc các bạn ok, chào các bạn ha, chúc các bạn một ngày tốt lành. Tài cũng không hiểu tại sao ở đây mà những cái cổng người ta khóa quá trời cái ổ khóa nữa. Không biết lý do tại sao. Giờ mình đi một vòng cái bãi giữ xe này ha. Nổi cái bãi giữ xe không mà cũng thấy đẹp rồi các bạn ha. Phía trước Tài nghĩ là cái toilet. Tài nghĩ vậy. Không biết nữa. Đó. Bãi giữ xe cũng rất là đẹp, hiện đại, văn minh, sạch sẽ. Có một gia đình. Bây giờ mới vô. Bây giờ thì mặt trời xuống rồi. Change receipt. Đó. Chắc là cái máy tính tiền của bãi giữ xe đó. Mấy cái này thì mai mốt Tài tìm hiểu có thông tin thì Tài cung cấp với các bạn mới được. Bây giờ mình đâu có biết gì đâu mà mình nói, mình cung cấp thông tin.